Kéo nước ra nha. Cho em Titi tắm nước pha bóng nha. Đây. Con góc bỏ hoa hồng vô. Bún hả? Bỏ hoa hồng vô để tắm em. Vặt cánh hoa ra. Con vặt cánh hoa ra. Đó. Tắm cho em cho thơm nha. Gõ vặt cánh hoa ra con. Trời ơi nhiều nhờ. Nhẹ thôi con, gõ vào cánh hoa ra đây đi con. Nào Titi, hôm nay tắm nha. Hôm nay tắm nước hoa hồng thích nha. Bún, mẹ chỉ cho nha. Đấy, cho em ướt người đi xong rồi mới bắt đầu sơn đầu cho em chưa. Này. Đó. Rửa tay, rửa chân cho em sạch sẽ này. Như lúc con tắm này. Con tắm như nào thì con tắm em như thế. Đó, tay chân sạch sẽ nha. Đó, con lấy nước cho em đây này, đây là khô này. Đấy, xoa xoa cho nó ướt đi, xoa xoa cho ướt đi. Đó. Xoa cho ướt chứ không thì té nước lên là phải xoa cho nó ướt đi. Thì ở bên trong mới ướt được chứ con té nước lên như thế là nó không ướt bên trong được đâu. Đó, xoa xoa người em cào cho nên là nè cho em được nữa nè. Đây lại đâu. Rồi té nước lên đầu em là cẩn thận uống nước vào tay em nha. Đây, rồi cẩn thận nước vào tay em. Đó. Con kỳ tay kỳ chân em đi, ở cổ nữa. Đó, cái tay bên kia nữa. Tay chân rồi cổ này. Đó, cạn nước vào tay em nhá. Thích chưa? Đó, tắm nước vào thích nhỉ. Rồi cẩn thận nước vào tay em luôn kìa. Xoa xoa cái chỗ đầm đầu lên này. Đó. Rồi. Xoa như con kỳ cọ con tắm này. Đấy, em không thích đấy, để yên cho anh tắm cho Titi nha. Hôm nay gấu không xuống tắm cho Titi được đâu nha. Mũi này, mũi giảm nhiều quá. Ở đầu em là con kia, đầu em đang khô kìa. Anh cũng tắm sướng nó nào ngủ này. Đang muốn ngủ. Ôi con, ngồi yên mẹ lau cho nào. Rồi con lấy dầu con tắm cho em đi, lấy dầu xoa vào tay con á. Chưa để yên con. Yên nào. Yên cho em Titi tắm này. Tự chui đấy. dính vào đây. Đều hai tay con á. Đấy, xoa đều hai tay con này. Xoa ở dưới người em trước nhá. Xoa dưới người em trước, đừng xoa lên đầu bạn bạn á. Rồi, xoa thế được rồi. Rồi, con xoa lên người em đi. Đó, xoa thế xong rồi xoa luôn cả. Đấy, tay chân lên này. Đó. Xoa ở bàn tay bàn chân em nữa. Rửa sạch cái bàn tay bàn chân đi chứ em nghịch ngợm rồi nó bẩn. Đó, xoa kỹ bàn tay. Đấy, bàn tay đấy kìa em hút kìa. Rồi đến bàn chân. Để yên anh tắm cho em TiTi. Đó. Rồi con để em đặt em thấp thấp xuống. Đấy, đặt em thấp thấp xuống rồi. Lấy cho số nước lên cho em sạch. Chỗ nào có xe bông là rửa hết đi em. Yên rồi, ngồi yên này. À, đấy để anh cứ tắm sạch cho em TiTi nha. Con xối đừng có xối thế là vô mắt em, con lấy tay con vuốt nước thôi, tay con ướt con vuốt là được rồi. À để em anh cuốn tắm cho em TiTi nhá. TiTi sạch sẽ rồi ta mua ra chơi với em TiTi nhá. Xem là chỗ nào còn xà bông thì sửa tắm nhà anh cũng lau đi cho em nhá. Tắm xong rồi lau cho em sạch rồi đi như này nha. Đó, lấy cái khăn của em ở trên cho mẹ. Trên máy giặt. Rồi. Rồi tắm xong rồi cuốn khăn lại cho em cho em lạnh nha. Cuốn khăn vừa lau khô vừa cho em vừa cho em đỡ lạnh nha. Rồi con ôm em vô nhà thì để mẹ vô mẹ lau rồi mẹ mặc đồ đi em. Đi. Là để mẹ lấy gấu này. Khô đi nhá. Đây này. Để đây. Mình lau đi nhá. Lau TiTi cho khô đi để mặc quần áo nha. Mẹ vẫn lau cho em TiTi ấy. Đó, lau nhẹ nhàng, lau ngược lông lên như thế này cho em nó khô nhanh khô này. Chứ phút xuôi là nó cũng lau khô lắm. Gõ ngồi hôm nay gõ. Đây này, trời ơi con lau. À em vừa tắm xong hả? Đây này. À, lau người rồi lau tay lau chân đi cho khô đều đi. Ba em ơi nó gọi đi con. Đó chỗ nào còn ướt thì con lau. Đây này, như chân tay này đang còn ướt này, còn ướt thì con lấy khăn con lau. Đó. Đây này, lau đi cho em. Học cách lau, tắm, rửa cho em rồi chăm sóc em nhé. Con lau cả chân cả tay nữa. Chỗ nào ướt thì lau, con đừng lau mình trên người. Một tay con cầm chân em lên, một tay lau chứ. Đó. Xù hết lông chân. Không sao, cho em khô là được. Đây này nữa. Đó. Trên này ngon chứ này. Nó này một tí là khô liền đấy mà. Gấu ở nhà con ơi, xuống đi. Tóc này. Đó, cứ tắm rửa xong cho em sạch sẽ như thế này rồi. Cho em ăn nữa là em chơi ngoan luôn. Chân Titi đâu? Xem cổ trên đầu em ưa khô chưa? Đâu rồi. Đừng có bóc của mẹ ra con. Sao cứ lôi ra để mà bóc nhờ? Rồi con lau, con thấy chỗ này khô chưa? Chỗ nào ướt đây này, chỗ này đang còn ướt này. Chỗ này đang còn ướt thì con lau cho nó khô đi. Đó. Đừng. Đau em, đau em. Đau em. Con vuốt vuốt nhẹ thôi. Trời ơi, đừng đau. Đau đau không? Rồi để mẹ mặc quần áo cho em nhá. Ôi trời, mẹ tí nữa lấy quần áo để mặc em. Em ngủ hả gấu? Em ngủ hả? À, em ơi. Em ơi. Vậy chị mặc quần áo cho nhá. Mặc quần áo cho ấm rồi em ngủ nhá. Thích không? Em ngủ thích không? Đó, em nằm yên để mẹ mặc quần áo cho em nhé. Mặc quần áo cho em để em Ủa, mẹ bấm lại rồi. Đó, hôm trước mày cũng chỉ rồi đó này. Này, kéo này xuống cho con mặc đồ cho con thôi mà. Đó, cho tay em xuống. Tay đâu? Tay của Titi đâu? À, tay con đấy hả? Giỏi quá nhờ, gấu. Đó. Biết mặc mà, có gì đâu, đơn giản mà. Rồi, anh con giỏi quá. Để kéo cái này lên nhá. Nào mà con em. Đây. Đó, chân ra cho mặc quần, mặc áo này này. Thấy chưa? Mặc đồ cho em dễ mà, em biết rồi. Em biết là em được mặc quần áo nên là em làm im cho mặc rồi. À, đi nằm đây, nằm quay người lại nào. Đó.